À, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn đầu đĩa than Denon, mã là DB37F. Con này chạy là hoàn toàn tự động luôn nha. Con này rất là dễ sử dụng. À, tình trạng nắp Mikazin theo máy, sáng đẹp, không nứt không vỡ. Nắp Mikazin nha các bạn. Thì trên bề mặt thì nó cũng có ít vết xước lông mèo nhẹ nhẹ thôi, tức là cũng khó thấy lắm, do chủ chức xài giống như để cũng tập lên thôi chứ nó không có gì hết. Đó. Còn lại thân máy là thân máy gỗ bóng piano nha, đẹp xuất sắc luôn nha. Thân máy gỗ thì không có một vết chày trên thân máy luôn nha, rất là đẹp nha. Cái góc cạnh nó đều vuông góc hết nha, bóng đẹp nha, không hề có một vết xước nha. Trên thân máy là không có một vết xước luôn. Nói chung là phía trước hay là phía sau nó cũng rất đẹp, còn tem đầy đủ nha. Trước sau nó đều đẹp hết nha, không bị xước luôn nha. Con này thân máy gỗ rất đẹp nha các bạn. Con này chạy full auto nha, hoàn toàn tự động nha. Đi theo đợt này là máng zin Denon nè. Kim là kim của hãng, kim này kim Z1S của hãng GBC Victor. À, đầu kim này còn rất là bán nha, mình kiểm tra kim chính hãng luôn nha. Kim này lấy nhạc rất là chi tiết nha, rất là rõ ràng nha. Cũng cần còn rất là đẹp nha. À, loại tạ này mình có thể cân chỉnh cho các bạn được, sẵn được. Ví dụ các bạn mới chơi không biết canh á, thì ở đây nó có thể có con ốc siết lại được nè, mình canh xong mình siết lại cho các bạn được, cho những bạn mới chơi cũng cưng con rất đẹp nha. Bàn xoay cũng sáng đẹp nha, không có ố gì hết nha. Mình test máy luôn. Mẫu này chạy tự động thì nó cũng rất là dễ sử dụng thôi. Ở đây là nút nguồn này, mình bấm nè. Đó, ở đây lựa chọn 33 vòng hoặc là 45 vòng. Ê, cái này là lựa chọn size đĩa size 30 hoặc là size 17. Còn cái này là 33 vòng hoặc là 45 vòng. Đó. Đó, đây 45 vòng nè, đây 33 vòng nè. Bấm lại nè. Bấm hai bên chứ nãy mình bấm chính giữa nó không ăn. Đó. Còn đây là nâng hạ cần bằng tay, con này lặp lại. Ở đây là start khởi động, là stop là ngắt ngang. Bây giờ mình mở khóa tay cần đây nè, đây khóa lại như vậy nè, mở khóa này. Rồi mình bấm start thôi là máy sẽ tự động chạy hết. Máy sẽ tự động khóa tốc độ khi đạt chuẩn tốc độ nha. Sẽ sáng đèn đây nè. Mẫu này chạy rất là chuẩn nha bạn. Còn khi các bạn muốn thay đổi bài, các bạn sẽ bấm nút nâng cần đây. Đó. Sáng đèn nâng cần thì mình di chuyển tay cần đi đâu cũng được. Đó. À, mình hạ cái tay cần xuống. Xa rồi đêm vẫn trôi sao.
về tôi. Ngày hôm sau khi nắng vẽ lên chân đồi bóng cây dài không thấy ai ngồi, dường như còn trong gió chút hương ngày dài vẫn còn lại, mây vẫn trôi hoài. Ngày dài rồi cũng qua, đêm mới lại quay về. Nào đêm có yêu ta, tiếc cho đời ta, xót thương dùng ta. Trong hoang vắng bỗng thương cuộc đời, thiếu một người không thấy vui. Đêm trôi tôi xót thương tôi, mong manh như ánh sao rơi. Em xa đã quá xa vời vợi, dồn tôi. Ngày hôm sau khi nắng vẽ lên chân đồi bóng cây dài không thấy ai ngồi, dường như còn trong gió chút hương ngày dài vẫn còn lại, mây vẫn trôi. Đêm máy sẽ tự nâng cần trở về khi hết đĩa nha bạn. Máy chạy tự động hoàn toàn. Còn trường hợp ví dụ các bạn muốn ngắt ngang thì các bạn bấm stop. Đó, ví dụ đĩa đang chạy thì các bạn muốn ngắt ngang, các bạn bấm nút stop. Đó, máy cũng tự nâng cần trở về. Nó tắt máy luôn. Đó, máy nút nguồn. Máy còn rất đẹp nha các bạn. Thân máy thì đẹp xuất sắc luôn á. À, nắp zin theo máy, nắp thì nó có ít vết xước lông mèo. Không đáng kể, tức là cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Nhìn thì vẫn đẹp nha. Rồi, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi video.